tôi đã bị sát hại dã man bởi một người tình đồng tính. Bị hắn ăn thịt và phân xác gửi đi khắp nơi. Hãy cân nhắc nếu bạn vừa ăn cơm khi xem video này. Đây là một câu chuyện kinh khủng. Tôi tên là Lin Jun, sinh năm 1978 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Tôi chuyển đến Montreal, Canada vào năm 2011 để theo học ngành kỹ thuật và khoa học máy tính tại Đại học Concordia. Là một người hiền lành, nhút nhát, tôi đã vừa học, vừa làm tại đây với ý tưởng về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn khi tôi đã quen với một ngôi sao phim khiêu dâm đồng tính. Hắn tên là Luca Rocco Magnata và đồng thời cũng là một tên trai gọi. Tối 24 tháng 5 năm 2012, Magnata gọi cho tôi và mời tôi đến nhà hắn ta để thực hiện một bộ phim vui vẻ. Tôi không ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng mọi người còn gặp được tôi. Ngày 25 tháng 5 năm 2012, một video kinh hoàng dài 11 phút ghi lại toàn bộ quá trình tôi ở nhà hắn ta được đăng lên mạng. Tại đó, tôi bị trói chặt trên giường trong tình trạng khỏa thân, bị hắn ta đâm liên tiếp bằng dao và dùi đục khiến tôi tử vong. Sau đó hắn cắt đầu, tay và chân của tôi. Hắn xẻo thịt của tôi bỏ lên đĩa, và dùng dao nĩa ăn trước ống kính camera rồi vứt cho chó. Kinh tởm hơn, hắn đã quan hệ với một phần thi thể không nguyên vẹn của tôi. Sau khi video được đăng lên mạng, nhiều người cho rằng đó chỉ là những hình ảnh được cắt ghép. Tuy nhiên, liên tiếp những ngày sau đó, các phần thi thể của tôi bị hắn gửi đến các trường tiểu học, một số văn phòng đảng phái chính trị, với lời cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện các vụ sát hại. Những phần còn lại của thi thể bị hắn nhét vào vali và vứt vào bãi rác, đầu bị vứt xuống một hồ nước. Sau khi xác nhận video là một tội ác kinh hoàng, cảnh sát ngay lập tức phát lệnh truy nã Magnata, tuy nhiên hắn đã bỏ trốn sang châu Âu. Interpol vào cuộc và đưa ra một lệnh truy nã đỏ cho hắn, trên phạm vi toàn cầu theo yêu cầu của các nhà chức trách Canada. Ngày 4 tháng 6 năm 2012, Luca Magnata chính thức bị bắt tại Berlin khi hắn đang đọc báo về vụ án của hắn. Bị đưa ra xét xử sau đó, nhưng hắn lại được xem xét giảm nhẹ vì có giấy tâm thần của bác sĩ. Mặc dù tội ác kinh khủng của hắn được phơi bày, nhưng luật pháp Canada không có án tử nên hắn chỉ bị án chung thân. Cuộc sống của tôi đã kết thúc. Gia đình và bạn bè của tôi chịu đau đớn và sự mất mát to lớn. Qua câu chuyện này, tôi hy vọng rằng sẽ không có ai phải chịu nỗi đau mà tôi đã phải trải qua. Đồng thời cũng là lời cảnh báo cho mọi người về các vấn đề tình cảm trong xã hội. Cảm ơn đã lắng nghe.